tìm đứa xe của Tom. Chào bạn Tao, đang đi đón khách sau. Tuyệt, thật tốt khi thấy bạn yêu thích công việc của mình. Hay quá, bạn không bị dính đèn đỏ rồi. Carrie, bạn phải quan sát khi đi đường chứ. Ôi trời Tao, những cái bánh nhìn ngon quá, nhưng giờ đổ tùm lum rồi. Ý kiến hay đó Carrie. Tao, bạn có muốn tới chỗ của Tom để rửa cho sạch sẽ tại tiệm rửa xe của anh ấy không? Tuyệt, đi thôi. Được rồi, đã tới nơi. Chào Tom, bạn thấy đó, có một tai nạn nho nhỏ, bạn có giúp được không? Làm gì trước đây Tom? Chà, có quá trời công tắc luôn. Ồ, nó chắc chắn sẽ làm anh ấy thoải mái. Sẵn sàng để tận hưởng việc ngắm mình chưa? Chà, dễ chịu quá, phải không Tao? Bà sẽ dùng gì để chà sạch những vết nước sốt của bánh? À phải, những bàn chải cứng sẽ làm được việc này. Giờ bạn phải thư giãn nha, tới lúc rửa kỹ hơn rồi, Tao à. Ồ, tuyệt. Sẵn sàng để sấy khô chưa? Có thấy nóng chút nào không? Nè, bạn đã sạch và khô ráo rồi. Đừng quên lấy quà nha Tao. Sẵn sàng quay lại làm việc chưa? Tạm biệt Tom, cảm ơn đã giúp đỡ. Nè Tao, nhìn bạn đẹp đó. Thật tốt khi thấy bạn quay lại với công việc. Chào bạn Carrie, bạn có gì ở đó vậy? Ồ, một cái bánh. Tao à, mình nghĩ lần này bạn sẽ thưởng thức cái bánh thay vì phủ nó lên người. Đừng quên lấy một miếng cho bạn nha Carrie. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Tiệm rửa xe của Tom. Ôi trời, chuyện gì xảy ra với em vậy Suzy nhí? À, em tham gia cuộc thi thổi kẹo cao su và nó dính lên hết người em à. Đừng lo, tiệm rửa xe của Tom có thể giúp em. Đi thôi. Hãy theo Tom Suzy nhí. Anh ấy sẽ giúp em sáng bóng và sạch sẽ lại ngay. Đầu tiên là gì hả Tom? Một khởi đầu tốt đó. Vòi nước sẽ làm kẹo cao su mềm hơn một chút.
Nhưng sau đây mới là những bước làm sạch chuyên sâu. Tắm rửa thư giãn bằng xà phòng thì sao hả Suzy nhí? Giờ hãy chà sạch những vết kẹo cao su đó nào. Bước tiếp theo là dùng bàn chải. Em sẵn sàng chưa? Nhìn em đỡ hơn nhiều rồi đó. Giờ thì đi xả nước nào. Lạnh sao? Đừng lo, Tom sẽ bật máy sấy lên. Nó sẽ làm em ấm lại. Giờ thì ấm chưa nè? Bạn nghĩ gì vậy Tom? Suzy nhí đã xong chưa? À, ý hay đó. Đánh xì sẽ giúp cho Suzy nhí sáng bóng. Gần xong rồi, chuẩn bị đánh bóng nha. Nhìn em thật tuyệt. Em thấy sao hả? Bạn làm tốt lắm Tom. Ôi trời, coi chừng kia. Thôi xong rồi. Xong rồi, tốt lắm. Tạm biệt Suzy nhí. Ráng giữ cho sạch sẽ nha. Hẹn gặp lại sau nha Tom. Chào Sam. Wow, hôm nay bạn chắc chắn phải dọn rất nhiều tuyết đây. Ly sữa trứng hương dâu ngon lành đó có làm cho bạn bị cảm không? Ôi không Sam à, sữa trứng văng khắp nơi rồi. Nó còn dính vào bánh xe của bạn nữa. Đó chính xác là những gì mình lo lắng. Chúng ta có thể nhờ ai giúp bạn thoát khỏi đống sữa dâu nhớp nháp này đây? Phải, bạn nói đúng. Xe cứu hộ Tom chính là chiếc xe có thể làm được việc này. Chào Tom, chào Tom nhí. Hai bạn có vẻ bận ha. Các bạn đang dọn rác à? Có lẽ bạn phải nghỉ tay một chút thôi, vì xe xúc tuyết Sam cần được giúp đỡ. Anh ấy làm đổ sữa trứng và bị mắc kẹt trong tuyết rồi. Bạn và Tom nhí có thể giúp anh ấy thoát ra không? Tuyết, Sam đang ở sân chơi. Đi thôi nào. Nè Sam. Chà, sân chơi này có màu tím ngồ ngộ ghê ha. Tom và Tom nhí tới đây để giúp bạn thoát khỏi vấn đề sữa trứng này đây. Làm tốt lắm Tom. Hãy quay lại gara nào. Tom nhí, đi thôi. Tom nhí. Đi nào Tom nhí, đi nào.
Bạn có ý kiến nào không, Tom? Tuyết. Ồ, chức năng mới à? Những cái khăn tắm nóng là một phần của phòng sông hơi mới của bạn sao? Được rồi, bây giờ xử lý những vết dơ màu tím cứng đầu này. Bạn có nghĩ ra cách nào để dọn sạch chúng không, Tom? Có gì trong cái bình màu xanh đó vậy, Tom? Tuyết, những vết sữa dầu đã mất rồi, xem à. Giờ bạn có thể lấy thứ gì đó từ quầy tặng phẩm của Tom. Nhìn kìa xem, đó chính là thứ bạn cần. Một cái nón đựng bia với những cái ống hút ngộ nghĩnh. Bạn sẽ không phải làm đổ nước lần nữa. Của bạn đây Sam, nó thật vừa vặn. Có vẻ như nó rất hiệu quả. Nước lạnh ngon lành mà không sợ đổ. Cảm ơn bạn hôm nay đã giúp đỡ Tom à. Hẹn gặp lại lần sau. Chào các bạn. Ồ, là cuộc thi ăn bánh nướng à. Được rồi, chúc may mắn nha. Chà, nhìn bọn họ ăn kia. Ấn tượng lắm đó, Mali. Ôi trời, nhìn bạn hơi dơ đó. Bạn có muốn tới tiệm rửa xe của Tom để làm sạch không? Tuyết, đi thôi. Được rồi, đã tới nơi. Chào Tom, bạn phải tạm hoãn công việc của bạn rồi. Bạn có phương pháp làm sạch nào không, Tom? Chà, có rất nhiều cách để làm sạch xe hơi. Không biết nút đó là gì nhỉ? Sẵn sàng để làm sạch chưa, Mali? À, mùi bạc hà phải không? Bạn làm sao để rửa sạch chỗ bánh đó đây? Là máng trượt à? Bạn sắp xong rồi, Mali. Bạn đã sẵn sàng để trượt máng chưa? À, sạch sẽ hết rồi. Ngâm mình như vậy thật tuyệt, Malia. Giờ thì bắt đầu sấy khô thôi. Mình nghĩ chúng ta quên mất gì rồi, Tom à? Cảm ơn. Ồ,
là kẹo dẻo. Ý hay đó, kẹo dẻo nướng rất là ngon. Giờ bạn sạch bon rồi Miley. Làm tốt lắm Tom. Như thường lệ. Đừng quên món quà của bạn Miley. Hãy quay lại hội chợ nào. Tạm biệt Tom. Cảm ơn đã giúp đỡ. Chúc mừng, bạn là nhà vô địch ăn bánh nướng. Ồ, anh bạn, vẫn còn lại một miếng kia. Đã no rồi hả, Miley? Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Chào các bạn, thật là một ngày mùa đông thú vị. Các bạn đang kiếm cây thông Giáng sinh à? À, bạn đang kiếm một cây thông Giáng sinh hoàn hảo sao? Cái cây đó thì sao? Tuyệt. Vậy làm sao để đốn nó bây giờ? Ý kiến hay đó. Coi chừng. Ôi không, Sam à, bạn ổn chứ? Chà, bạn không bị thương, nhưng mình nghĩ bạn nên tới tiệm rửa xe của Tom. Chào Tom, chào Tom nhí. Chà, những đồ trang trí thật là dễ thương. Nhân tiện, xe xúc tuyết Sam đang trên đường tới để rửa xe. Anh ấy được trang trí không được bình thường. Chào các bạn, tới đúng giờ đó. Tom vừa hoàn thành công việc trang trí cho tiệm rửa xe. Lái vào trong đi xem và chúng ta sẽ bắt đầu. Làm gì trước đây Tom? Tom à, không còn thời gian để tặng quà đâu. Chúng ta nên chăm sóc cho Sam. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Một khẩu súng nước. Thật tuyệt. Em có vui không Tom nhí? Tuyệt, đã sạch hết lá thông rồi. Giờ tới lúc làm sạch nhựa thông. Những hạt dẻ. Nói cho mình kế hoạch của bạn đi.
À, vậy là sức nóng sẽ làm tan chảy nhựa thông ra khỏi người Sam. Ý kiến hay đó. Thầm nhí à, cha của em phải để mắt tới hạt dẻ. Em có thể thực hiện bước chăm sóc cuối cùng không? Bước tiếp theo là gì thầm nhí? À, phòng tắm Giáng sinh. Ý kiến hay đó. Được rồi Sam, chuẩn bị rửa sạch để đón Giáng sinh nào. Bạn thích phải không? Khi nào bạn xong, Tom và Tom nhí sẽ đợi bạn ở bên ngoài. Nhìn bạn kìa Sam, bạn thực sự bóng loáng luôn. Bạn nói đúng Frank à, bây giờ làm sao để có một cây thông giá xinh đây? Trời đã tối rồi. Sam à, Tom nói bạn có thể lấy cây thông của anh ấy và bạn cũng không cần phải trang trí nó. À, bạn thật là tốt, Tom à. Và giờ xin chúc mọi người Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại lần sau.